Ngày 4 tháng 9, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang khẩn trương điều tra nguyên nhân tử vong của một nghi can trộm cắp tài sản vừa xảy ra tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Theo báo cáo ban đầu của Công an huyện Đức Linh, rạng sáng ngày 2 tháng 9, lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng có hành vi trộm chó là Bùi Văn Hải, sinh năm 1995, và Lưu Công Mạnh, sinh năm 1985, cùng trú tại thôn 2 Vũ Hòa, huyện Đức Linh. Khi bị truy đuổi, hai đối tượng đã vứt bỏ lại hai con chó và chích điện vào người đại úy Nguyễn Đức Phương, thành viên tổ liên quân 506 và trung úy Đoàn Ngọc Quảng, cán bộ công an thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, khiến hai đồng chí bị thương rồi tẩu thoát. Đến sáng ngày 2 tháng 9, lãnh đạo công an huyện Đức Linh đã mời Bùi Văn Hải đến trụ sở công an xã Vũ Hòa để làm việc. Đến 22 giờ 10 phút cùng ngày, khi kết thúc buổi làm việc, Hải được gia đình bảo lãnh về. Còn Mạnh đã thừa nhận cùng Hải thực hiện hành vi phạm tội. Sau đó, tối ngày 3 tháng 9, đội cảnh sát hình sự công an huyện Đức Linh tiếp tục mời Bùi Văn Hải về trụ sở để làm việc. Tại đây, Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, đến khoảng 21 giờ 10 phút cùng ngày, Hải có biểu hiện mệt, khó thở nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận khám. Trong quá trình khám và điều trị tại bệnh viện thì Hải tử vong. Theo Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, ngay sau khi cơ quan chức năng có kết luận điều tra nguyên nhân tử vong của Bùi Văn Hải, Công an tỉnh Bình Thuận sẽ có thông tin sớm nhất đến các cơ quan báo chí.